Đây là Vũ và một người bạn của Vũ nghe, đang đứng trước căn nhà của Vũ để chờ xem căn nhà này đã bán hay chưa cả nhà. Nếu như đã bán rồi thì xin một hợp đồng về mua bán để xem cái người bán cho cái chủ mới là ai. Còn nếu như cô Văn mà đã chưa bán thì phải chứng minh được cái hợp đồng của người thuê đó nha, để xem. Tại vì căn nhà này là của Vũ, ông bà nội đã di chúc cho Vũ, nhưng bây giờ cô Văn đã bằng cách gì đó đã bán rồi, thì mong mọi người cộng đồng mạng hãy chung tay chia sẻ về clip này để cho chúng ta hiểu rõ hơn. Các ngày nay thì anh em không tiếp cận được Vũ, hôm nay thì được hẹn và sau khi Vũ lên phường để xử lý vấn đề liên quan đến giấy tờ cả nhà để xác minh. Và anh em cũng đã đến trước nhà đây cả nhà, đây ha, Vũ cũng đang ngồi trước nhà nóng chờ đây, chờ chủ nhà, nhưng mà họ không mở cửa, nhà thì phá cửa trong cả nhà, không mở cửa luôn, chắc là không biết sau này đi. Em đang chờ đây cả nhà. Đây là anh Ngọc đây nha. Ngọc nha, đưa em đến đây để gặp chủ nhà, để gặp tất cả người đang ở trong nhà này. Trong cái nhà này là cô Vân cho thuê, là cô Dê Vân bán, để anh biết được anh có cái hướng để anh làm đơn đi thưa. Cái cháu làm đơn, cháu đi thưa. Hiện tại thì mọi chuyện vẫn là chưa mở cửa luôn em. Đăng ký để theo dõi cái video mới trên kênh của mình nha. Xin chào cả nhà nha, hiện tại thì chủ nhà đang mở cửa cả nhà ơi, thì không biết là để khi nào đây cả nhà. Nhà đang mở cửa rồi, đúng luôn cả nhà ơi. Nhà này có người ở nữa cả nhà, có người ở, không biết là anh là chủ nhà hay là anh này. Con chạy vào hỗ trợ cái băng rôn đi, con chạy vào cái hỗ trợ băng rôn vũ không, nhớ cái nói ấy, con đang là hai con chú ơi. Hai đây là chủ nhà đó kìa. Hiện tại thì chủ nhà đã ra mở cửa cả nhà ơi, ra mở cửa để nói chuyện với Vũ đây. Thì sẽ có những cái lúc nói chuyện với nhau thì Vũ thì cũng đã bức xúc để căng một cái băng rôn khi là ông nội để lại di chúc cho con, yêu cầu cô Văn phải trả nhà cho tôi. Thì không biết là chủ nhà này là người thực chất họ đang thuê nhà hay là họ đã là người mua căn nhà này luôn. Thì chúng ta sẽ chờ đợi xem cả nhà ha. Thì anh chủ nhà này ra để tháo bỏ băng rôn đây, thì sẽ nói chuyện với Vũ và người bạn của Vũ, trên tay có cầm một di ảnh đó cả nhà. Nói chung là thật tội nghiệp cho Vũ khi mà phải có những cảnh này, có nhà mà không ở được, phải bị một vấn đề gì đó cả nhà ha. Chủ nhà đây, chủ nhà áo đen cả nhà ha, áo đen cặp điện thoại đang gọi điện đó. Đó cả nhà. Thì một số anh em đang đứng đưa tin đây để cho mọi người hiểu rõ về câu chuyện thế nào. Chắc đông bà con cậu bác cũng tập trung trước nhà của Vũ đây, họ hiếu kỳ, họ xem thông tin liên quan đến căn nhà này. Nói chung là họ biết nhiều về câu chuyện này rồi cả nhà, nhưng mà trước giờ chưa thấy chủ nhà ra mở cửa, nên hôm nay anh em xuống để quay trực tiếp chia sẻ cho cả nhà về câu chuyện này để cho mọi người hiểu hơn về hoàn cảnh của Vũ, để kêu gọi cộng đồng, kêu gọi người về hiểu lực, họ sẽ hỗ trợ cho Vũ trong vấn đề này. Nếu cô Văn làm sai thì cô Văn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đó cả nhà. Vì thông tin của Vũ là có cái tờ di chúc của ông nội để lại cho Vũ căn nhà này mà cô Văn đã bán hay cho thuê gì đó. Hiện tại thì không liên hệ được cô Văn, và theo chia sẻ của anh Ngọc thì đã nhiều lần gọi điện cho cô Văn để làm việc, nhưng mà cô Văn đã né tránh, hẹn 5 ngày, 10 ngày, 3 ngày, hẹn ngày này ngày kia, cuối cùng thì cô Văn cũng không đến. Hôm nay quá bức xúc, Vũ cùng với bạn của Vũ và những một số anh em, người bạn đã đến mang theo di ảnh và một băng rôn để căn trước nhà. Căn nhà mà phải đáng ra là thuộc về Vũ cả nhà, nhưng cuối cùng để rơi vào tay của những người mà không đáng rơi vào, đó là nhà của cô Văn đã bán đi. Thì nói chung trong câu chuyện này sẽ có nhiều quẩn khúc gì không, nhưng mà tại sao cô Văn không dám đối chất cùng với Vũ cả nhà. Thì rất là nhiều clip quay và chia sẻ về Vũ trong những ngày vừa qua rồi, thì anh em cũng đến đây để xem gõ trực tiếp hiện trường như thế nào.
thì thông qua một số kênh YouTube thì họ đã quay phỏng vấn Vũ không phải là ngôi nhà này, phỏng vấn nhà trọ, nhưng đây chính thực là ngôi nhà của Vũ. Đáng lẽ ra Vũ phải được ở trong ngôi nhà này đó cả nhà. Mình chia sẻ với nhà cùng hiểu rõ về câu chuyện này để cho mọi người có cái nhìn đồng cảm với Vũ nha. Và mong clip này thì mọi người sẽ thấy và khi mà lan rộng lên thì sẽ được cộng đồng hiểu và chia sẻ, để những người mà hiểu biết về luật, hiểu biết về những câu chuyện tranh chấp tài sản cả nhà, thì họ sẽ giúp đỡ chủ nhiều hơn đó cả nhà ha. Kênh YouTube thì chúng ta chỉ là truyền thông thông tin thôi, chúng ta không có quyền phán xét đúng hay là sai trong đây, chỉ có pháp luật mới là người phán quét đúng hay là sai trong như vậy cả nhà. Căn nhà nằm trên đường HT17 cả nhà, thì Nguyễn Thủ Quẹo vào thuộc quận 12 nha, đó, Hiệp Thành. Thì gần nhất là bến xe buýt đó, chúng ta đến rất là dễ cả nhà. Thì hôm nay thì một số anh em khi mà quay drama của Hồng Loan cũng tập trung lên đây để quay và đưa tin về câu chuyện này đó. Hiện tại drama của Hồng Loan thì cũng đang lắng dịu cả nhà ha. Sau những màn tranh cãi nâu ổ đấu đá với nhau thì bên đó thì mình nghĩ nó cũng không còn gì để đáng để quay. Thôi mình chuyển sang một drama mới thì của Vũ đây, mình sẽ hỗ trợ vấn đề này để xem thế nào nha cả nhà. Thì có thể là một chút xíu nữa bên phía bên phường họ sẽ đến, vì trước nhà đó nhà hơi đông người đó, thì chắc thể là phường đến để giữ trật tự đây cả nhà. Cũng chờ đây, Vũ thì rất là buồn, mong muốn là lấy lại căn nhà hoặc là có những giai trình gì đó về phía người cô liên quan căn nhà này, đã bán hay là cho thuê thì phải có thông tin. Nhưng mà người cô thì biệt tâm, không thấy người cô ở đâu đó cả nhà, rất là buồn cho Vũ nha. Đó thì chủ nhà giải thích các kiểu đây. Chúng ta cũng đang chờ đợi những cái bước đi tiếp theo của Vũ. Có thông tin là Vũ đã nộp đơn lên phường rồi. Trước khi đến căn nhà này thì Vũ và anh Ngọc đã đến lên phường trình báo về sự kiện là bị chiếm nhà. Và sau khi trình báo trên phường xong thì Vũ mới ghé đây cả nhà. Nói chung là đi đúng hướng đàng hoàng, chứ không phải là tập trung để gây gối bệnh chất tự gì. Ở đây anh em đưa tin truyền thông chỉ muốn nhắn gửi một điều đến căn nhà chủ hộ này, là nếu như đã sai phạm thì chúng ta phải khắc phục hậu quả đã xảy ra. Còn vấn đề như phía mà bà kia bảo bán mà không đúng thông tin đó, mà nếu mình mua được giá hời, mua được giá rẻ mà mình mập mờ thông tin đó, thì xem như mình là đồng phạm với bà Băng. Đó là thông tin mình muốn chia sẻ trong clip này để gửi đến cho những người đang sống trong nhà này cả nhà ha. Mình mua đúng thì không sao cả nhà, nếu mình mua mà thông tin nó sai mập mờ thì mình sẽ là người đồng phạm với người chủ căn nhà này. Nói chung cũng rất mong cơ quan chức năng vào cuộc để cho mọi việc này nó được tốt đẹp hơn và trả lời sự công bằng cho em Vũ cả nhà, chàng trai U20 mà bị đuổi ra khỏi nhà, làm xôn xao cộng đồng mạng trong suốt thời gian vừa qua. Và mọi người cũng rất là phẫn nộ khi mà thấy cảnh tang thương này, cảnh nó không được đẹp lắm. Đúng ra là Vũ sẽ ở trong căn nhà này được đi học, được hưởng tài sản của ông bà để lại, nhưng cuối cùng vì một lý do gì đó mà người cô đã chiếm lấy. Đó cả nhà, là buồn nha. Đây là hình ảnh chủ nhà đang gọi điện, chắc là gọi điện quan phường, chụp là một số anh em YouTuber đang quay luôn cả nhà ha. Nói chung là đó cả nhà, mình nhìn thấy đi.